Em lúc mà em bệnh á, mẹ ở phía sau á, mẹ cha chở, mẹ thì ngồi phía sau, em ngồi trước. Thì mẹ nói là cố lên con, cố lên, sắp tới bệnh viện rồi. Rồi mẹ nói là giống như là mẹ không có thể mà bệnh tật thay con được, nhưng mà bệnh tật thay con được, mẹ cũng muốn là muốn bệnh thay cho con gì đó. Lúc đó là mình cảm thấy là mình có lỗi với gia đình nhiều quá. Thậm chí có thời điểm em nói là em tự hứa với bản thân mình á, em viết trong nhật ký á, là em tự hứa với bản thân mình là nếu mà năm 25 tuổi á em mà vẫn còn bệnh như thế này thì em sẽ tự giận em chết. Em tên là Nguyễn Quốc Bảo. Hiện tại em đang làm nhân viên kỹ thuật của một công ty xây dựng ở hiện tại ở thành phố Cần Thơ. Lúc mà cái thời là còn đi học, là sinh viên còn đi học á, thì học tới năm 2 cái tự nhiên cái cơ thể nó xuất hiện những cái triệu chứng mà mệt mỏi rồi không rõ nguyên nhân. Rồi cái căn bệnh này làm em giống như kiểu là sống dở chết dở luôn á, nó chưa tới mức nặng giống như là trầm cảm, nhưng mà thật ra là nó làm cho cái cuộc sống của mình nó cứ u ám gì đó. Nó bệnh nó giống như là một cái giả vờ vậy đó, có nghĩa là anh đang ngồi đang dơ chua vẻ đó, nhưng mà đụng cái nó mệt, chứ bắt đầu anh kiểu giống như là thở không nổi, thở không được luôn, mà nằm chỗ gì đó rồi phải uống nước đường, kiểu giống như là phải giống như là nó là hạ canxi gì đó. Kiểu mình không biết là cái nguyên do gì sao mà cảm thấy tim mình nó đập nhanh, mình đi vài bước thôi là mình cảm thấy muốn xỉu rồi. Nhưng mà thật sự thì không xỉu nha, có nghĩa là không xỉu, nhưng mà mình cảm giác nó mình làm nó làm mình rất là kiểu mình sống không được mà chết cũng không xong. Có nghĩa là thời điểm đó thì gia đình kinh tế gia đình thì nó cũng 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 có, thì ba mẹ em cũng chở em khắp các bệnh viện từ Cần Thơ cho tới ga Sài Gòn, bệnh viện nào cũng có. Đôi khi em ngồi trên xe mà em nhìn qua cái gương ô cửa, em nhìn với những cái đứa trẻ mà nó được vui chơi nhảy nhót vui chơi á, em ước là trời, mình chỉ ước được như vậy thôi. Mình có thể bỏ tất cả, mình chỉ cần giờ mình ước được giống như được nó thôi là được rồi. Mà không, mà khi mà ông trời ông cho mình nhiều thứ quá, nhưng mà tại lại lấy đi cái sức khỏe của mình á, thì thật ra thì cái mọi cái mơ ước nó trở nên duy quy về một cái thôi. Là mình muốn mà có sức khỏe. Có một lần đó em ra nhà cô em ở ngoài Sài Gòn, cứ nghĩ là mình sẽ được đi chơi, được đi chơi khám phá. Nhưng mà khi mà ra cái lăn ra bệnh, cái nằm nhà cái lướt Facebook xong rồi cái gặp mà trang khỏi bệnh thần kỳ nhờ Pháp Luân Công á, xong rồi cái mình đọc xong mình cảm thấy hay quá. Trong đó có để lại số điện thoại á, cái em chủ động em liên lạc với mấy mấy anh chị ở trong đó, thì người ta hướng dẫn em, xong rồi người ta nói là ở Cần Thơ có cô Thùy á. Rồi xong rồi em lúc đó là em mới đi về Cần Thơ, rồi em mới gặp được cô Thùy, rồi em xin sách của cô Thùy, rồi em nhờ cô tập thì chỉ tập theo video trên mạng thôi. Với lúc đầu á, khi mà mới cầm được cuốn sách đó, mình rất là trân quý, mình kiểu là mình đọc một mạch từ sáng cho tới tối luôn. Nhưng mà khi mà em đọc cuốn quyển sách của sư phụ rồi á, thì tự nhiên em cảm giác giống như là mình được một cái nhận thức gì đó, mà cái quyển sách những cái quyển sách khác đó nó một cái nó chỉ là khi mà nhận thức của cái vấn đề nào đó, nó chỉ là nhận thức cái vấn đề nông cạn thôi. Còn khi mà đọc sách của sư phụ rồi á, thì em cảm nhận được là đây đúng là một cuốn sách mà trân quý, hồi đó tới giờ mình chưa bao giờ mình đọc được. Tại vì mỗi lần đọc đó là mỗi lần mình có một cái trải nghiệm mới. Cái bắt đầu mình luyện công thì luyện ra ngày, từ ngày qua ngày cái tự nhiên mình cảm thấy, ủa lúc trước mình ăn mình cảm thấy là mình cứ bị ói hoài, hay là mình ăn mình cảm thấy khó chịu, mà sao bây giờ mình ăn gì cũng được chứ. Cái cơ thể bắt đầu nó dần dần nó hồi phục từ ngày qua ngày. Khoảng 2-3 tháng là bắt đầu em cảm thấy cơ thể mình nó thay đổi. Khi mà cái tinh thần mình nó thoải mái rồi thì cái cơ thể mình nó tự động nó phát sinh biến đổi, nó dần dần nó hồi phục rồi nó mập lên, chứ ngày xưa là có 50 mấy ký thôi, đi đâu cũng xỉu lên xỉu xuống, mọi người hay dùng từ đó. Nhưng mà từ khi đắc pháp rồi thì cái trạng thái tinh thần nó khác hẳn, thì cái đó là điều mà em rất là hạnh phúc. Đôi lúc nhìn hình của sư phụ trong sách mà đôi lúc mà phải bật khóc mà cảm ơn. Cái bệnh của em thì nó kéo dài từ năm 2 đại học 2012.
tới khoảng 5-6 năm. Lúc đó, lúc 2012, lúc mà em bệnh đó là thậm chí là người nhà em tưởng tượng là giống như là em không thể làm cái luận văn tốt nghiệp được. Tại vì cái thời điểm em làm luận văn tốt nghiệp là thời điểm em đã bệnh rồi. Cứ sợ là mình không thể là ra trường kịp mấy bạn luôn á. Cho đến khi mà em ra trường, rồi sau đó em nghỉ ở nhà một năm. Rồi khi mà đến đeo đuổi tới lúc mà em đi làm cái công ty đầu tiên luôn thì nó vẫn còn. Nhưng mà trong cái quá trình đó thì mình cũng vượt qua được cái giai đoạn đó. Mặc dù nó không phải giống như một người bình thường khác, mà nó cũng rất là nhiều cái khó khăn, nhưng mà mình cũng cố gắng mình tiếp tục mình để mà mình sống tiếp á. Rồi khi mà bắt gặp được Đại Pháp á thì cái cuộc đời em nó mới chuyển qua một cái trang mới. Thì là mình không có còn suy nghĩ là mình bệnh tật gì nữa. Thì lúc đó thì em mới có thể tự tin em sống cái cuộc đời của em hiện tại. Dạ, người nhà của em thì lúc đầu thì thấy em như ba mẹ em, nội em thì thấy tập á. Thì cũng không biết nó tập cái gì thôi. Nhưng mà khi mà em tập một thời gian, cái sau mà thấy mà em ít khi nào em ít than bệnh hơn hồi xưa. Hồi xưa chút xíu là em than nội ơi con bệnh này, mẹ ơi cha ơi con mệt như thế này như thế kia. Nhưng mà từ từ cái mọi người thấy con ít than bệnh hơn thì bắt đầu cái cơ thể nó khỏe lên, cái vui vẻ hơn. Thì mọi người lúc đó mọi người mới hỏi là tập cái gì, thì em mới nói là tập Pháp Luân Công. Có những cái người quen mà người thân mà lâu lâu gặp lại nói, trời ơi sao giờ nhìn con khác quá vậy, nhìn con như là tăng cân rồi, nhìn thấy tinh thần thoải mái vui vẻ hơn hồi xưa nhiều lắm. Chứ hồi xưa gặp nó cái trời ơi, gặp nó cái là thấy mắc gầu vậy đó, bệnh hoài. Bạn cũng vậy nữa, bạn cấp bạn thời cấp đại học của em á, thì gặp em bất ngờ nó trời ơi, mừng cho mày quá, không nhận không biết sao tự nhiên thấy mày kiểu là thấy mập mạp lên, người mập mạp lên, tinh thần thoải mái hơn hồi xưa nhiều lắm. Cái quá trình mà bệnh của em á, cái thời điểm mà mình phát bệnh á, mình cái thời điểm đó là cái năm 2 đại học, mà mình cũng có rất là nhiều ước mơ, mình có rất là nhiều hoài bão để mà mình nghĩ là sau ra trường mình sẽ làm cái này làm cái kia, làm đủ thứ. Khi một cái biến cố trong cuộc sống nó ập đến á, là mình bị cái bệnh này á, thì cái mọi thứ nó trở nên tan biến hết. Mình ước, điều ước duy nhất của mình là chỉ được là sống thôi, chỉ được sống như một cái người bình thường khác như mọi người thôi. Khi mà mình học sách, mình đọc sách của sư phụ xong á, thì mình mới hiểu, thấu hiểu là à, thì ra là mọi thứ trên cái cuộc đời này nó đều có sự an bài hết. Giống như một cái câu mà ngày xưa em đường thực được nghe là khi mà ông trời ổng ban cho mình cái nhiệm vụ gì hoặc là cái gì đó tốt đẹp á, nhiệm vụ gì đó tốt đẹp á, mình phải trải qua một cái thử thách rất là nguy hiểm như kiểu vậy á. Sau này á, khi mà em gặp được Đại Pháp rồi á, thì lúc đó em mới vỡ hòa, à thì ra là những cái đau khổ, những cái khó khăn, những cái đau khổ, những cái mà mình chịu đựng á, là hiện tại thì nó rất là quý giá. Tại vì nhờ đó thì mình đã trả được bớt cái nợ nghiệp của mình, và mình đã gặp được Đại Pháp, gặp được sư phụ. Sư phụ nói là mình tu giữa cuộc sống đời thường, mà đôi khi mình không có cân bằng được cái cuộc sống á, đôi khi sẽ dẫn đến những cái hiểu lầm cho người thân mình, trong những cái mâu thuẫn vụn vặt thường ngày á, mình cũng không nhẫn được, mình hướng nội lại á, mình nhìn thấy á, thì mình cảm thấy là mình tu chưa tốt, mình chưa đủ tinh tấn. Sau khoảng thời gian 6 năm đắc pháp á, thì mình cảm thấy là đây là một pháp môn rất là tốt, vừa tốt cho sức khỏe mình, vừa tốt cho tâm tính của mình nữa. Thì mình muốn nhắn nhủ đến các bạn á, là nhất là những cái bạn mà có những cái vấn đề về tinh thần đó, những cái bệnh về tinh thần giống như mình á, thì hay gầu, hay lo lắng, hay buồn phiền á về cuộc sống, những cái vấn đề cuộc sống á, thì mình nghĩ là các bạn nên tìm hiểu về môn Pháp Luân Công này, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp á, để mà đạt được những cái lợi ích giống như mình. Không phải ai cũng làm chủ được sức khỏe. Nhờ học lớp Pháp Luân Công online, tôi đã trở nên tươi trẻ, khỏe mạnh hơn. Truy cập tại học pháp luân công.com.
lớp học trực tuyến hoàn toàn miễn phí.